trong buổi trưa ngày hôm nay thì anh Phi có hai đơn hàng, một đơn hàng gửi về cho bạn Công Tài ở ấp Giáp Nước, Phước Thạnh, Mỹ Tho, Tiền Giang. Sau khi đóng xong thì anh Phi có một đơn hàng nữa gồm có hai hộp đồ chơi bác sĩ và một bịch chơi đồ hàng. Bây giờ thì anh Phi cũng đã làm hộp xong rồi. Đây các bạn, anh Phi đã làm hộp xong rồi và bây giờ thì anh Phi chỉ cần test hàng thôi. Bộ đồ chơi này nó có mã hàng là 1701D1 các bạn. Đây là một cái bộ đồ chơi bánh cắt trái cây cắt thuộc cái dòng thức ăn nhanh. Đây là con tôm, đây là cái dao, cây nĩa, con cua, bánh hamburger, bánh mì hot dog, rồi nước ngọt, tương cà, tương ớt, kem ha, bánh pizza. Có nhiều thứ ở trong này, một bọc như thế này nha các bạn. Và tiếp tục nữa đó chính là hai cái bộ đồ chơi bác sĩ. Một bộ là bác sĩ khám răng với mã hàng là TB513. Nó có cái răng nè, các bạn thấy dễ thương không? Cái răng bự chảng luôn nè, nó có cái hàm răng nữa nè. Rồi nó có xà phòng để rửa tay nè, nó có ống chích nè, nó có mắt kiến nè ha. Rồi nó có đồ gấp nè, rồi cây đè lưỡi nè, cái cây khoan răng nè nhá, cây phản xạ trong hàm răng nè, bàn chải đánh răng nè, kem đánh răng nè. Chúng ta có hai cái răng nha các bạn nhé. Một cái răng tốt nè, cái răng này cái răng ok nè, cái răng ngon nè. Còn cái răng này nó hơi vàng, cái răng bệnh nè ha. Một cây kéo rồi một cây dao nè và một vài miếng băng keo ha, băng keo cá nhân nha các bạn. Cái bộ đồ chơi này thì chúng ta cũng không cần phải kiểm tra qua gì hết, bởi vì là nó như thế này thôi, nó không có sử dụng pin ở trong này. Có bộ đồ chơi bác sĩ kế tiếp nó sẽ có pin nè các bạn. Đây là một cái bộ đồ chơi bác sĩ có áo nha, áo và nón, nó có một cái áo và một cái nón. Và anh Phi sẽ phải kiểm tra các cái dụng cụ ở trong này, tại vì những cái dụng cụ này nó có một số dụng cụ dùng pin. Và bây giờ thì anh Phi sẽ khui ra để anh Phi kiểm tra những cái dụng cụ dùng pin. Cái đơn hàng này thì anh Phi nhận order từ Facebook, sau đó anh Phi sẽ chuyển qua chat Zalo với chị, rồi anh Phi rút lại đơn hàng với chị. Thật sự ra chị đặt cái mẫu bên kia, đây là cái áo nè các bạn ha, cái áo rất là dễ thương, nó bỏ trong này để chống bụi cho chúng ta. Rồi sau khi kết đơn với chị thì anh Phi đã báo hết tổng tiền rồi, phí vận chuyển rồi ngày giao cho chị luôn. Rồi ngày giao thì ở đây anh Phi sẽ báo từ 2 cho tới 5 ngày nha các bạn nhé, anh Phi không có báo chính xác ngày nào, tại vì hàng giao bưu phẩm nó không có chính xác được ha. Ở đây anh Phi sẽ rút cái dây chim pin ra nè, anh Phi nhấn ở đây nó sáng thấy không, các bạn về các bạn rút cái dây chim pin lại nha. Anh Phi sẽ gắn cái dây chim pin lại ở đây. Rồi xong cái phần cái tai nghe. Rồi ở đây là cái đồ đo nhiệt độ nhé. Đồ đo nhiệt độ, sau khi các bạn rút cái dây chim pin ra, các bạn bấm đây nè, nó sáng đây nè, thấy không? Sáng này. Rồi ok luôn nha. Thường thì anh Phi sẽ kiểm tra những cái này, tại vì khi mà về tới nơi mà các bạn không sáng á, không sáng lên á, thì các bạn đi thay pin cực lắm nhé. Đó đây, ok chưa? Đấy, cứ từng món kiểm tra như vậy đó các bạn nhé. Anh Phi cũng yêu cầu là với anh Lĩnh với cửa hàng Abo cũng vậy, cứ gửi hàng đi là kiểm tra cho khách. Cái vấn đề cuối cùng còn lại không phải là vấn đề là mua pin bao nhiêu tiền, mà nó có sự bất lợi của nó. Khi mà cái này thì không cần pin nha các bạn, cái này là cái búa gõ đầu gối các bạn, gõ cái bung cái đầu gối lên đó ha. Rồi anh Phi bỏ tay đầu đó. Rồi đây ha. Rồi đây là cái máy, hình như cái máy bắn nhiệt độ các bạn ha. Bây giờ chúng ta gỡ cái chim pin ra, chúng ta nhấn ở đây nó sẽ lên ánh sáng nè, thấy không? Về thì các bạn gỡ cái chim pin này ra nha, nhớ gỡ cái chim pin nha. Rồi xong, sau khi anh Phi test xong cái hộp hàng này, cái món hàng này cuối cùng thì anh Phi sẽ đóng hàng lại và anh Phi sẽ đếm thử có bao nhiêu món. 1 2 3 4 5 6 7 8 với cái nón, cái áo với cái nón tính 1 là nó sẽ ra 8 món nha các bạn nha. Đấy, rất là đẹp và rất là dễ thương. Và cái bộ đồ này khi mà bé mặc vô xinh lắm các bạn. Cái bộ đồ này mà mấy bé gái mặc vô cưng lắm nha, cưng lắm nha. Rồi bây giờ thì anh Phi xong cái đơn hàng này rồi, và cái đơn hàng này cũng là cái đơn hàng thuộc của Ninja Vân luôn, cho nên anh Phi sẽ tranh thủ đóng. Và chiều nay khi mà chị Thư rước bạn Nam về á, thì anh Phi với chị Thư, anh Phi sẽ lấy xe. Hiện nay thì không có xe, chỉ có chiếc xe đạp của anh Lĩnh ở đây thôi, không có đi được ha. Anh Phi sẽ lấy xe để chạy ra Ninja Vân và gửi hai cái cục hàng này luôn, với hy vọng là rút ngắn cái thời gian gửi hàng nha các bạn nhé. Rút ngắn thời gian gửi hàng. Và bây giờ anh Phi sẽ đếm, rồi sau đó anh Phi sẽ nói thêm về thời gian gửi hàng. Tính xà bông là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Có cái món này nó 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 món nha các bạn nhé. Rồi xong.
Bây giờ thì anh Huy cũng đã xong cái phần test hàng rồi, kiểm tra hàng hóa rồi. Bây giờ anh Huy sẽ bỏ nó cho trong cái thùng nó đóng ra khá là to nha các bạn nhé. Chiều dài của nó khoảng 60 cm đó các bạn. Đây, hai hộp này thì nó vô vậy nè. Còn cái hộp này thì đây, nó vô đây nha. Anh Huy sẽ đẩy nó vô đây nè. Đó, anh Huy tính toán hết rồi. Anh Huy đo hết rồi các bạn. Đấy, xong. Vô đây ha. Đó. Vô. Rồi, xong. Bây giờ thì anh Huy sẽ đóng hộp hàng lại nha các bạn. Đây, như thế này. Rồi. Hộp hàng này sẽ được gửi về dòng trơm Bến Tre. Dòng trơm Bến Tre là một cái địa danh khá là nổi tiếng đó các bạn ha. Anh Huy cũng có một người bạn rất là thân ở dòng trơm nhé. Thì bạn học đại học chung nha. Một người bạn học đại học chung ở dòng trơm. Nói thật với các bạn cũng lâu rồi anh Huy không có về dòng trơm. Rồi xong rồi đó các bạn. Bây giờ tôi sẽ dán cái tem vận chuyển nữa là xong ha. Và hy vọng là hàng sẽ về tới tay các bạn nhanh nhất có thể. Ở đây anh Huy còn một cục hàng nữa của bạn Công Tài, anh Huy cũng đã đóng xong luôn rồi đây nè các bạn. Hai cục này sẽ đi Ninja Vân. Và thông thường thì ở miền Tây á, Ninja Vân họ đi khá là nhanh, nhưng mà anh Huy không có dám hứa điều gì hết, bởi vì còn những cái khó khăn bên trong cái việc giao hàng. Cho nên trước mắt anh Huy sẽ hẹn các bạn từ 2 cho tới 5 ngày nhé. Còn bây giờ thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.